tô, em Trần Anh ô tô ạ. Hiện tại em đang ở dưới Phương Lâm nè. Đây là dưới đây là cái chỗ Phương Lâm gần 125 nhá. Đang coi tới tận nơi coi một cái kho xe đây. Được chiếc nào Trần Anh sẽ mua về nha. Trần Anh đi con Accent Blue của Trần Anh đây nè. Đây là em đang coi mấy cái dòng xe bán tải nè. Hilux nè. Đó, rất là nhiều xe. Đây là Trần Anh đi con Accent Blue tới để coi mua được mấy cái chiếc xe cỏ giá hợp lý về phục vụ bà con nhé. Đây ạ, đây là con Lanos nè, anh chị nhìn thấy con Lanos đẹp không? Ủa con Lanos này đời bao nhiêu á? Ê, con này đời bao nhiêu á? Lanos đời 2000 nè, 4 bơm đúc nè, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2020. Đó, con này màu vàng két anh chị nha. Đây ạ, à, sau là nguyên bản của xe là có một cái cản đuôi cá, bản số 81A06715, con xe này chính chủ rút hồ sơ ok anh chị nha. Đó, Trần Anh đang tới trực tiếp để Trần Anh xem xe và Trần Anh thu mua nè. Con này về Đồng Sơn còn đẹp, dọn lên nhẹ thôi là bán rất là ok luôn. Đó, nội thất nè anh chị. Con này trước kính bấm sau là quay tay nhá. Đây nè, đó là form dáng con xe đây. Đây tiếp theo là con Lubira nè. Em xem được con nào thì em sẽ lấy ạ. Bản số 60A4375. Đây là con Lubira đời 2001, 5 ống đúc, 4 kính bấm. Đó là form dáng của em Lubira đây. Sau là tích hợp là nguyên một cái cản nè. Cản nguyên bản cho xe đây là anh chị ạ. Đó, chất xe còn rất là liền, rất là đẹp nha. Mấy ngày nay rất là nhiều anh chị đặt hàng bên Trần Anh cũng cố gắng để đi tìm những cái mẫu xe giá tầm trung bình, mấy chục triệu quay đầu để phục vụ đến tay người tiêu dùng nha. Đây là con Lubira nè. Tắp lô nè anh chị coi nè. Đó, đồng hồ tắp lô nè. Em quay trong cái kho nó hơi tối tí xíu anh chị nha. Đó là phong dáng con Lubira nè. Đây thêm một con Lanos rồi anh chị ạ. À, màu trắng nè. Con này màu trắng, một con màu vàng két, bản số 93N0716 nha. Đó, phong dáng đây. Dán được cho em nó một cái bộ tem nè. Ghế ở trong là bọc 5D nè. Trong ghế ta bọc 5D hết toàn diện nè. Trần Anh sẽ mua con xe, Trần Anh sẽ đăng giá công khai nha. Trần Anh sẽ lấy con này. Đó, con này với con Lubira anh chị nha. Xe đẹp quá. Anh chị thấy không, nhìn nè. Hai sóng chạy của nó là không có một xíu cứng đụng luôn. Đây nè, những cái sóng gân nè anh chị coi nè. Đó, những sóng gân nè, hai bên nè. Không có một xíu cứng đụng luôn. Đồng sơn thân vỏ còn đẹp. Đây là đi con Accent Blue của Trần Anh tới nè. Tới nơi đang ngồi, mấy anh em đang ngồi đi. Coi giá cả hợp lý, mua về để phục vụ anh chị. Những anh chị nào khổ khó khăn thì cũng có một cái con xe tầm mấy chục triệu quay đầu để anh chị chạy nhé. Trần Anh luôn luôn tự hào đồng hành cùng anh chị trên những cung đường Việt Nam, từ những dòng xe cỏ và những dòng xe đời cao cấp bên Trần Anh bán ra nhé. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng. Đây là một cái kho hàng nè anh chị ạ. Đó, được mấy con xe đây, em xuống em coi được con này em lấy con đó nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.